tiếng đừng lui. Thật lắm. Chắc là giải thoát được tội đàn đen rồi hết. Người nào mà có chừng thì cột chân, không chừng thì cột cỏ. Sức lên. Nếu như mà mình xem tính cách giải trí cao á, mình coi mấy cái video này coi không nổi đâu cô. Mình coi cái này để cho nó thư thả, nó thanh thản vậy thôi. Cây này là cây lâm dồ phải không chú? Dạ, cây lâm dồ. Lâm dồ. Lâm dồ là cây bồ đề đó hả? Không, lâm dồ khác mà hả? Cái lá nó dài, lá nó có đuôi, đuôi chừng 4 phân. Còn này, cái này là cây lâm dồ. Lâm dồ. Lá nó tròn, không có đuôi. Hạt kia gặm ở cây anh đợi nó tỏi mà thầy cũng đô. Thấy, ẩm coi trời. Rồi như vậy là mình đã tới săn tiên ở phía bên ngoài đây. Thì ở đây là có một số cái điện thờ như cô bác mình thấy nè, ở phía bên trong của mình là một cái điện thờ ở đây đây cô bác. Trời. Rồi mình sẽ vào tham quan ở phía bên trong nè cô bác, có một cái điện thờ. Làm gì? Con không biết. Thì ở phía bên trong. Phía bên trong này có một cái hang nè cô bác. Rồi mình thấy nè, cái hang này rất là sâu ở phía bên trong, mà cái hang này mình có thể đi đi lòn cái đường bên kia, đi vòng qua cô bác cũng được luôn. Trong đó là có rất là nhiều dơi trong đó luôn. Rồi chui lọt á, chui xuống đi. Gì luôn. Chui đi, chui lọt đó. Rồi. Mình sẽ di chuyển ra cô bác. Ở phía ngoài của cái sân tiên này, như cô bác mình thấy. Thì ở xa xa, ở trên núi có những cái mỏm đá mà có những cái mặt bằng rộng á, thì cô bác gọi là cái sân tiên, chứ thật ra là cũng không có cái vị tiên nào ngự ở đây cô bác. Rồi, mình sẽ đi một vòng ở khu nhà tham quan. Mình sẽ quay toàn cảnh ở đây để cô bác mình xem nha. Cô bác mình đang nghỉ ngơi ở cái khu vực của cái sân tiên nè cô bác, cái sân tiên của núi Bà Đội Ôm đây. Thì chắc là cô bác đã đến đây và nghỉ ngơi rồi nè. Mấy cái máy mà chạy tới đây rồi sáng tới giờ cũng muốn lúc bê hết rồi, chứ không phải tầm thường đâu. Ở đây thì mình có thể nhìn về cái hướng tây của mình và thấy được nguyên cái dãy núi Cấm ở cái hướng tây của mình đó cô bác. Ở đây là gần như là đầy đủ mặt hết rồi đó. Hồi nãy là đi mỗi người mỗi hướng cho nhắc lại là gom ở đây đầy đủ quân luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thưa tất cả cô bác, anh chị, con cháu kính mến. Giờ này chúng ta đi đến núi Bà Đội Ôm. Ta đang gọi đây là Sân Tiên. Sân Tiên bỏ Bà Đội Ôm, và Sân Tiên vừa hỏi là khác bên nước, cô con là khác nữa. Chân tiên bên bển này có vàng ngọc, có chén bạc ở dưới được kiểu. Còn là chân tiên này thì cũng có, nhưng mà tôi đi rồi đó cũng mấy chục năm nay thì thấy lạ, thì không có ai đặt được đi chân. Lúc mà năm 80 lúc đó, mình
Trước khi trao đổi, tôi xin là gửi đến cho quý vị lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn và lời trân trọng nhất của chúng tôi. Thì thưa quý vị, ở đây ngày xưa đó, tôi đi lên đây đó là để chung với đoàn sáu bờ, sáu đảo, đảo tác tử tẩm, tôi đang ngủ trên này một lần. Ngủ một lần là chị đó có đồng đạo nên bữa nay có gặp ông hổ một thầy, ông ước làm sao biết, tự nhiên nửa đêm lúc mà một giờ kia thấy đèn đẹp đẹp, đẹp hơi quá trời sáng hết là một chiếc trời, cái coi cho bà nói thôi ông ơi ta thấy được rồi, ông đi đi cho người ta chở, quá sợ rồi rung một trời rồi, cho nên gì bắt đầu ông đi. Thì ngày xưa đó, ngày xưa là bên núi Cấm á, mà chưa thuốc điện tử chứ, chạy ruộng á, hoặc là tới ăn, chưa ở sao, thấy dân chúng nghèo khổ quá, rồi ngày mà đi vô trong chạy ruộng, vô trong chỗ mình chạy ruộng nãy mình không ghé, vô đó là mở lâm làm ruộng, cho tín đồ làm ruộng, cho dân chúng làm ruộng nên có gạo để ăn để sống, mà chưa tối cổ là mình làm pháp tu, vô đó mở ruộng. Đệ tử thì một ngày thời gian sau đó, cái Phật thầy kêu đệ tử đi mua giả đỏ về thật là nhiều, chừng hai thúng giả đó, về xé nhỏ ra chừng hai ngón tay. Đệ tử hỏi cho mua chi chữ cho anh Đức Phật, ông nói thì mua đi là dài bữa chúng ta chứ dây đông lắm, ông nói vậy đó, không nói ai chăng. Bắt đầu cái dài bữa sau không thấy ai, đệ tử nó sao chưa thấy ai thầy, ông nói chút bữa nay mình đến nè, cả 9 giờ ta lại đông lắm, mấy ngàn người. Thì chừng đúng giờ, chừng 10 giờ thì gặp số rất nhiều các loại thú, nào là cọp, hầm beo, tay tượng đủ ra. Cái phần đó, ta đến quy y đó, mấy ông ra cột. Nếu mà người nào mà có chừng thì cột chừng, không chừng thì cột cổ. Rồi tôi quy y cho người ta, rồi tôi sẽ thuyết pháp cho người ta nghe, rồi tu. Người đó muốn tu đó, ta đến đây trụ cái dây đó. Thì đệ tử sợ quá chừng sợ, rung hết trơn không dám ra. Ta đến đây trụ cái dây đó. Thì đệ tử sợ quá chừng sợ, rung hết trơn không dám ra. Thì tưởng nó con sợ quá thầy ơi, con sợ quá mà không dám. Thầy nói đâu có gì đâu, người ta tu mà, đến ta quy tu, đâu có đâu mà sợ, đi ra đi. Ra đi cột đi, rồi tôi thọ giáo người ta, rồi ta quy y tu. Đệ tử ra, ra rồi có chừng thì cột chừng, còn không chừng thì cột cổ. Cột xong rồi Phật mới thuyết pháp cho các cái loài đó nghe, ông đó nghe. Phật nói là các ông là có cái nhân duyên với Phật pháp, mình cái số mình thì làm thú, làm thú thì mình ăn các cái loài thú vật mạnh hết yếu. Thì thế là mấy ông hết tâm ăn chay tu hành cho Phật đi, rồi sau này còn không có thành thú nữa, không bị cắt cổ lột da nữa. Rồi mấy ông ẩn vật tu đừng có phá rẫy người ta, cho tâm cho người ta làm ăn. Phật kêu niệm Phật, con trai cũng lại. Rồi Phật xếp xong, người nào nói rưng nó mắt ra chân, cúi đầu cảm ơn Đức Phật. Rồi đi ta lui ra về. Phật dặn chi, rằm đến đây ăn. Cái ngày xưa là ngày rằm đến đông lắm, rằm mấy ngày 30 rồi, các ông kéo về ăn uống. Một thời gian bên núi Cấm nó cũng cái thuốc số đó tu đó, kéo về bên đây đó. Bên núi Cấm không à? Tu một thời gian rồi đâu dài năm sau đó, năm bảy năm sau, 10 năm sau đó, rồi có một số mình không tu đó, thú mà không tu nó ăn hiếp, hiếp người tu, cũng giống như mình vậy đó, mình mới tu tặng hiếp vậy đó, tôi là mới tu tặng hiếp đó, rồi mình nhịn niệm Phật, cái có cặp bạch đó, cặp bạch là chúa tại đó đó, cái xuống là nhà Phật thầy, cặp bạch là quá hiện người ta được, xuống nhà Phật thầy nó nhờ thầy bao núi Cấm giúp đỡ giùm con. Chúng con tu ăn chay niệm Phật mà giờ thú dữ ăn hiếp con quá,
nó cắn nó mổ nó giết các con ăn thịt cái nọ đó. Ông thầy qua giúp giùm, ông thầy mở qua con được cấm, ông thầy đi từ giờ đếp cho tới đến trường Kiêu Thần, thầy kêu bớt cái loài thú nào không tu thì qua đội âm ở núi này nè, còn số nào tu thì ở núi cấm tu, còn nếu mà cãi Phật là Kiêu Thần đảm mạng đó chịu nha. Phật nói rồi đó, Phật ra lệnh rồi, phải đi, không được ăn hiếp người ta, phải cho tu mà ăn hiếp người ta, ăn hiếp người ta thì đi có nơi có chỗ ở, có đó muốn làm gì làm, còn bên đây người ta tu, Phật làm phép xong kêu xong cái Phật đi về cái đêm đó cho là rần rõ cho, kéo quần đi, tông lắm kéo quần đi qua này, qua bờ Phật ôm ạ, thì một thời gian cái cọc Phật nó tu thời gian cái nó thèm mặn, không thèm mặn. Không quá người ta được, không quá cái người đàn ông bận đồ trắng như tôi nè, cũng miên bỏ trắng nha, giống cái quần đen tôi xuống chuyền núi á, thèm thịt quá rồi mình đi trục giọng, gần đắc đạo thì má dương theo thấy xuống chuyền núi ghé cái nhà đồng đạo Phật Thịnh An á, ghé vô cái ông kia mời vô nhà, nói giờ ông đến đây có chuyện gì không, ông nói tôi đến đây nhờ ông giúp chúng tôi chuyện, có chuyện gì. Tôi ăn chay, tôi đệ tử Phật Thích An quý y đã lâu rồi, mà tôi là cái chúa trên đó, mà giờ tôi thèm mặn có chừng này thì hết nổi rồi. Hết hạn sử dụng. Rồi cái ông chủ nhà đó sai cháu đi mua thịt. Rồi ông chủ nhà nó thôi chú xuống đây mệt mỏi trên núi xuống, thôi chú vô phòng tôi nằm nghỉ chút đi, ngủ giấc đi rồi cái đàn thịt về ăn. Ông vô nằm ngủ đã dầm. Ông đã dầm cái ông đái. Cái ông chủ nhà ông nghe tiếng cọp, nó đái cọp. Dừng ở núi nó rành cho nó lắm. Người ta chuẩn bị mà. Nhưng khi còn cọp một tử đang tới sợ. Trong ngày khi nó đai cọp. Để nó không bằng không là sao mà để được. Cọp không biết ở đâu. Trên nóc nghe hơi. Để đó hồi lạc rồi. Hình nước đái. Hình nước đái cho nên ổng mà ông dừng xung quanh không thấy ai chứ. Gió nghe tiếng, không nghe cái hơi. Gió. Ông dòm cái phòng. Ông nghe trong phòng là hơi trong phòng này. Ông lặng mở cửa ông coi thử. Ông mở hết cửa ra thì ông thấy cặp bạch nằm dữ lắm, bự trắng tươi luôn cặp bạch hết hồn dưới chân, đóng cửa lại, đóng cửa quýnh vác đóng mạnh cua cặp bạch tức dậy liền cái quá ông người thành nam đi ra nữa, tôi ra chủ nhà ông nói tôi với chú nha, chú là người gì, tôi gặp chú nằm đóng cho còn là ông cặp bạch, cái cặp bạch nó thiệt, nó tơ thiệt ông, tôi là người cặp cặp bạch, nhưng mà tại vì tôi tu thời gian tôi quá phép được làm người, quá phép được làm người, mà giờ tôi xem quá trình xem chuyển nổ tôi mới lên đây, hôm nay nhà ông mua giùm tôi ăn, ông chủ nhà nó thôi coi chú là đồng đạo nhau, khuyên chú đừng ăn chi là không có tội, không có giả thoát được, chú là khách và giả thoát rồi, chú đã quá hiện người được rồi, chú ăn uổng sao đó, thôi chú ráng thì tập đi cho tai qua nạn khỏi, cái nghiệp mình nó phá mình thì thời gian à, nghiệp quả thì nó phá cho chắc chắn nhiều đó, bị ăn thịt quá chọc ăn thịt nó nhiều cho nên quan trọng đến là mạng rồi, cái bắt đầu cái ông chủ nhà khuyên ông nói thôi đừng có ăn vô cũng đâu có no hoài đâu mà xả, ăn vô bữa nay mai mốt làm nữa, cái nghiệp quả của chú nó sao nó phá, chú đáng niệm Phật đi từ từ nó là phần dạy mình niệm Phật đó, tai qua nạn khỏi cái thời gian niệm chỉ đạt tăng chứng nghiệp. Trong đang nghe lời cho ông bạn con trai luôn, sau thời gian còn 5-10 năm được giải thoát, ông về yêu trong ông bạn coi nhờ anh mà coi tôi không có phạm giới mà tôi được giải thoát nha, tôi cảm ơn anh. Thì cái đó là cái câu chuyện tình trạng thì ở đây đó bà đã niệm ngày xưa rồi, thuốc giữ qua đây ở đây nè, nên nhưng mà bây giờ có cái lệnh rồi, không có dám ăn thịt người ta, không dám phá cái pháp nữa, chứ ngày xưa là qua đây làm được đó, qua đây hết gì qua hả, ngày
chưa là qua đây không được, khó lắm mà chưa. Cho nên chị thấy mà bò đưa âm này có con rít chứ lắm lớn, rít lắm, rít mình chắc chắn ăn con bò đó, ăn con bò, ăn con bò là tiêu chân đó. Thế mình chỉ tiêu dưới cho cái hàng lớn, mà nó bò lên bò xuống là mòn hết trơn, có cây gòn, mòn hết trơn. Mấy người lính ở đây là kể tôi nghe, lính, kể nghe. Cho nên vậy mà bây giờ có tu đến đây rồi. Thì mối chuyện tôi kể là di tích ở đây bây giờ đó, bà con mình ráng cố gắng. Mà chúng ta đi đi dưới núi đó, bà con mình nhớ cái này nha, có số người đã phá mình nha, mình phải trả lời lại cho đàng hoàng. Cái đó mình đi núi làm chi, hoặc ở đâu trên núi trên rừng mà tìm, hoặc là tâm mình nè, đi núi đâu có hoặc mà tìm. Nhưng mà mình trả lời người ta là tôi đi núi không phải mà tìm Phật trên này, có Phật thấy cái đá con đâu mà tìm này, tôi đi núi là gì, tôi muốn hiểu được cái di tích của Đức Phật này chưa, em về đang tu chứ không phải mà tìm Phật trên này. Cho nên người ta đã phá mình công giảng là Phật tại tâm chứ bắt đầu xa, Phật tại tâm chứ bắt đầu xa mà tìm kiếm trên non núi đó. Thầy muốn nói là chúng được đã cây với tuổi đắp chi mang trên Phật đặt ra ngục ca tỳ giữa kế một bên chờ những kẻ tu hành giả dối, giả dối là chúng đó. Vì bà con mình về ráng cố gắng ăn chay niệm Phật, làm lành tính dữ, bố thí giúp đời, bố thí được tùy trực tình, tùy khả năng của mình, có nhiều giúp nhiều, nếu mình ít thì giúp ít, nhiều giúp nhiều, nhưng mà giúp ít đó, nhưng mà có cái lòng tốt Phật đi cho mình nhiều. Cũng như mình bố thí người ta giúp có 50.000 đi, còn mình nói phải bữa nay con có vài trăm ngàn còn không chịu, cũng giúp bữa nay còn có tiền, cái lòng tốt vậy đó Phật đi cho mình mấy trăm ngàn triệu. Nếu mình bố thí cho nhiều, bố thí 5-10 triệu mình cầu danh cho tao khoe, cho khe đi lại tao đông, tao đông tao bố thí nhiều quá mình giúp cho mày mấy triệu bạc cho nó 50-10 triệu đó. Cái chuyện về cái tiếc nó về nãy làm ít, em mà phải làm gì chừng 500 được rồi, 5 triệu thôi, 5 triệu chắc nhiều quá hết tiền. Phật ghi mình 500, không có ghi mấy triệu cho nên cái lòng tốt. Cho nên bố thí đó là bố thí mà nhấn ra công đức cao chứ mình có nhấn ra người ta dám hy sinh mà người ta nhịn đói mà người ta cho đó là ta có phước. Bây giờ tiếng mà tôi kể thêm một chuyện nha. Ngày xưa có ông cô Trần Trân đó, ông này là có số chết đói, chưa có ông tại bói mà hay lắm, còn ông số chết đói chết luôn không có ăn đâu, chết xương hơn. Cho ông nói giờ thiệt không, nó thiệt tôi cam kết với chú nè. Cho mà cho ông nói ông về, ông về từ giờ không chết, nhảy cho không chết, tắt hồng không chết, không gì chết ra. Ông nói lên rừng là mình phá lại người chết, mua về phá lên rừng cái phá lại, phá cái giò vô cho chết, phá giò vô dục gì phá cho chết. Trong tiên mình thấy trong này có duyên lành tu thành tiên được mà chết uổng. Ông tiên mình giờ đã bọn người dục thuốc chắc người chết. Ông ơi ông làm gì mà ông nằm đây phá giò đây? Ông nói tôi nó thiệt cho ông đó, ông thầy con tôi nó chết chết đói mà giờ tôi tự giận không chết, không chết chứ tôi lên đây thì đừng tôi phá giò tôi cho chết nè, những đó vậy 3 ngày cũng chết rồi mà chưa chết. Thôi đừng chết uổng, ông bị người có phước, ông tu đi tắt đạo thành tiên, bây giờ ông là gì ông biết, ông chuyển nghiệp ông làm phước đi là ông hết chết đói à, ông giàu ông học ông thành tiên luôn. Cho ông nói thiệt không, nó thiệt chứ ông làm phước đi là chuyển à, chết nó coi nó quýnh chúng nó coi người đời cho nó vậy đó. Nhưng ông làm phước nó qua sách số đồ coi đó, giờ hồi đó tôi mua tôi coi là nhỏ, tôi tin đó là nhỏ, tôi làm ăn kinh doanh tin rồi, tôi mua sách tôi coi. Nó nói trong đó nói nếu mà tới ngày nào mình chết á, tới chỗ mình chết á, như vậy mà mình tai nạn nó cũng là phước đi, mình tu tích đức là nó qua khỏi, làm gì mình có chứ tôi dục sách luôn, làm phước hoài tu hoài khỏi. Cái cô Trường Trinh nghe lời ông già, nó bây giờ tôi nghe lời ông mà giờ về phá đâu có mở, tôi dục mất tiêu rồi, ông già đây về phá đây nè, phải lo không? Tôi cầm về phá ông nè, ông mở đi, ông ra ông về. Cứ được chân nhau lại mở ra về. Về thì bắt đầu cái làm phước, làm mướn làm ra được 2 đồng 3 đồng nhịn ăn cho người ta ăn trái cây nhận đào xong làm phước và người ta cho nó chuyển nghiệp làm như hoài mấy năm, làm mướn làm ra có tiền thì cho người ta. Cái bữa nọ đi lại cái chiếm cái cung Mương Lạng mà ta đi qua ướt mình nước mấy ước mình á, cái ông nó thôi giờ ở đây là phước được á, đây mình làm đò đưa ta qua quanh đây làm bè hoặc là cổng ta cũng được, nếu bè mà không hết thì mình cổng ta qua bên kia. Cái ông đưa người ta mấy năm
có năm bữa nọ ông cổng trong tài lưu hoa chín tại giờ là có thầy tôi nhớ ông là người quen trong chùa kinh ông nhớ tôi quen phải không, hồi đó ông coi bói tôi ông nói tôi một chút chết đói nha, cái ông có tài ông coi ông hết chết đói rồi bây giờ cái miệng ông ở đó coi là trên trên mạng nó một lần chỉ ngắm trả cho đại cho nó miệng ông nè lịch hạ thằng cả cẩu rồi đó là cái chút đói mà giờ cái đó nó chơi rồi không còn nữa mà nó mọc trên này mấy cái dồi dồi trong như này là ông tôn thành tiên rồi nó chết đói hỏi ông làm phước cái gì nữa là phước tôi là phước tôi làm mướn làm sao được nhưng tiền tôi cho ta chân à nhẫn đói ăn rau ăn trái cây sống ăn trái cây giá lắm chứ rau không nói gì tôi qua đây từ nay giờ tôi mấy năm nay tôi đây tôi làm phước ta là tôi đưa tôi qua đây nè mấy năm nay chàng gì cũng làm phước nên tay qua nhận hỏi tôi đâu biết được đâu tôi coi là coi chứ đâu biết ông tu là khác cho nên vì vậy bà con mình á mình bà con mình nghèo quá nghèo ha thiếu nợ thiếu nặng nhiều quá chúng ta đáng nhín như là biết bước cho đừng có đã dư là biết chừng nào mà dư mình lo cho con cho vợ cho chồng cho cháu cho đúng biết cái trang đâu có dư được đâu không có dư mấy tay mà kinh doanh sự nghiệp đó 300 tỷ cũng không dư nữa đúng không ta làm hoài đó đâu có dư đó, nhín ra làm bước thì nó chuyển nghiệp cho mình bớt đói mình làm phước là nó chuyển mình đừng đã dư nhín ra mình nhín ra mình ăn cái này kia được ăn rau cải được hoặc là mình ta mình mượn được mượn có đồng đạo hoặc là mình ăn được tiền phước mình có là từ đó cho mình làm ăn cá mình làm ăn cá rồi từ đó cho mình làm phước nữa nên tính cò vừa có hoài có hoài cái là phước đó là gửi tây phương cho ngầm tây phương cực lạc con âm và con âm mới nói nè con nói của bố thí không bao giờ mất cũng như đem gửi đến ngân hàng sau này phước đức sẽ vẹn toàn tiền bố thí sẽ về ta mãi mãi nó về người bố thí mãi mãi không có về đâu chứ về mình không đó. Giúp đòi hết khổ là tu dùng tiền mua nghĩa muôn tu vẫn còn không có chuyện đó mình thằng quân ngày chưa đúng không mình thằng quân ngày chưa là trong sách trả lại làm bố thí chứ cho mượn cả nước vậy đó cả làng vậy đó hoặc là cho không đó. Cái ông cha đệ tử đi qua bên nước tiết đòi nợ mời tất cả số nợ cái người số nợ là hết trơn gom hết ông tiên bố nói là bữa nay đó ông chủ không có dặn mà ông nói ông nói là ông chủ sao tôi qua đây là xóa nợ hết không có đòi nợ hết trơn mà con đừng có lo trả nợ nó đốt cái chỗ này bỏ trơn đó cái bà con cảm ơn quá trình cảm ơn ông chủ mình đừng quên ông chủ không có dặn không làm gì đó cái ông đi về cái ông chủ hỏi chứ ông có mua đòi tiền có mua đồ đạc không ông nói mình có thiếu đâu mua ông chủ bò trâu là đầy chuồng còn đất ruộng thì còn phải thắng cánh còn vàng bạc là đầy dương đầy tủ có thiếu đâu mua không mua nghĩa cho ông ơi ông nói mua nghĩa là sao xóa nợ cho ông chi tôi xóa nợ cho ông giùm cho ông rồi ông nói vậy á tôi không biểu mà ông làm thì tôi mong ông lắm tôi cảm ơn ông đọc câu đó ông đọc câu mà giúp đời khổ là tu dùng tiền mua nghĩa tôi vẫn còn thì bắt đầu ông vẫn bố thí hoài thời gian ông bị phao phản thấy ông làm phước ông tự ghét bắt bỏ tù rồi cái bình nước trên nó qua lập cái văn tiền của cuộc vợ vì nuôi các gia đình đó được cảm thấy không tên là phước đâu có mất cho nên bà con mình vừa niệm Phật nha vừa cúng lại vừa ăn chay vừa làm phước nữa là công đức nó vô lượng vô biên chúng ta được giải thoát sau này khi mình chết được giải thoát mình có bổn nguyện độ chúng mình có bổn nguyện về Phật hàng ngày cúng lại hai bài cúng lại được thầy mình đó là cái bài cúng nguyện cầu đó mình cầu cho mình được giải thoát đó thầy nói là nam mô cúng nguyện cầu Phật tổ Phật thầy tự đi sát hội đệ tử tiêu tai sinh tử trí huệ thông minh giai đắc đạo quả giai đắc là tầm đắc đạo như Phật vậy đó thì hôm nay chúng ta đi núi non đó là chúng ta có duyên lành với Phật pháp là mình được làm người lẫn mai muôn thọ cũng là do chưa có nghiệp lành bây giờ nếu biết tu hành tất nhiên được trở thành Phật tiên chỉ có mai mới được làm người gặp Phật pháp nhân thân đã tác Phật pháp nhân dân nghĩa là người có được Phật pháp có nghe nhưng bây giờ mình làm người được Phật pháp có nghe được cũng như mình đầu thai nhập gia đình hoặc là mình gặp đạo giáo hảo dễ tu dễ hành dễ thuộc cho nên tu mau cho nên nếu mà mình đã kiếm tiền không tu nó cứ cho mình khổ nên cho nên đức thầy kêu mình ráng tu động lực chán chứ đừng để chết mình đừng có tu cho nên vậy thì bà con mình đi núi là có cái duyên lành với Phật pháp rồi tin tưởng mới đi còn tao không tin tao không đi đâu có người muốn đi thì không được đâu
con người muốn đi, giàu có đi không được, đi muốn đi hứa đi nhưng mà rủi ro công việc chuyện nọ, đau bệnh chuyện nọ, quật chết chóc trong nhà có người chết, rồi đau bệnh tai nạn của cha đi luôn, có người không đi, không tin tưởng không đi, đi đâu có duyên, nên mà con có duyên với Phật pháp, cho nên Phật công mình về học mang gia niệm Phật, thì bắt đầu sau này mình được giải thoát, còn sống hiện tại có thành tánh võ mình, tay qua nạn khỏi, làm cho người ta có thành đó cho. Lưỡng thần cái chấp liên miên nhập vào của mình trần gian đó, vậy thì bà con mình đang cố gắng. Bữa nay có ông ba nhóc lòng này lên tuổi nhất thằng tôi, ông là 8 mấy tuổi, tôi 7 mấy à. Ngày lúc cách mạng lên tôi, ông là nắm tay đi truyền bá cháu biết à, khắp nơi nhà tôi chính tôi là tôi ông. Ông cha trước tôi mấy tháng tôi bố thí, ông dầm hoài đứng dầm hoài trong rừng mình và cách mạng, tôi bố thí trả đổ cái tay đó ông đứng dầm chẳng hạn là chuyện bố thí cho cô cái nào học bán thì cho cha đứng dầm hoài. Ông đâu dám phiền tôi làm cho cách mạng, ông đâu dám phiền. Cho bắt đầu tôi bắt làm cha, tôi đau chậm dữ lắm luôn, ông lúc cũng xong đó, nam nam xúc huyết, năm đứa con tôi đi tu luôn, trả nghiệp, ông ta kết thúc với nhau, nam gì mà chăng, đó đâu đâu chỉ. Thì bây giờ bà con mình nói giờ tôi kể chuyện nhiều chuyện nha, bà con mình đáng giá. Bây giờ cái chuyện ba đến đây đang mà nói ít lại, bà con chúng ta đứng nói đi nữa rồi. Ngồi trên cảnh núi rất cao, thấy sông đồng đạo người nào cũng vui, thấy không? Đi về tu tiến đừng lui. Tất là giải thoát được ngồi trà sen rồi hết. Thấy vậy đó được không? Có gần lâu năm không? Có gần lâu năm không? Chú ơi, xuống phải không? Sống hoài hậu kết, muốn ăn có ăn, không phải tham gia vào đầu nét, sống gọi tham gia. Cũng xuống tỉ đại một đời là chưa mà. Vậy là cái đoàn mình tiếp tục di chuyển xuống núi cô bác. Thì nãy là mình leo núi, giấc này là mình đổ bộ xuống núi rồi đó, lên đỉnh, rồi giấc này chạm đáy rồi đó. Mình sẽ quay lại toàn cảnh ở khu vực này một lần nữa, rồi mình sẽ rút xuống núi. Ở đây tức là cái sân tiên của núi Bà Đội Ôm đó cô bác. Ngày mình sẽ xuống núi và gần như là hết cái điểm tham quan. Bên kia hình như là còn cái dồ hội bên kia, nhưng mà cái dồ đó không có quan trọng lắm, có thể là cô bác không có tham quan đâu. Rồi, chuyện để chuẩn bị đồ đạc rồi mình sẽ di chuyển xuống núi cô bác. Rồi cô bác, chắc là mình sẽ di chuyển xuống núi ha. Chuẩn bị đồ đạc lúc bu một chút xíu, tại vì khi mình quay nói chuyện cô bác bắt buộc phải quay hai máy, một máy để quay ngoại cảnh và một máy là để quay cố định để lấy cái tiếng đó cô bác, thành ra nó hơi lu bu không có thời gian nhiều. Trở lại đường xưa. Bên đó là dồ hội chứ. Đi trước.
Mình sẽ di chuyển tiếp tục xuống núi. Thì ở đây là mình đi trổ ra một hồi là ra tới cái khu vực của cái điện thần Kim Quy. Cái trời mưa mà cái đường đi xuống của mình thôi cô bác, dễ dàng bắt ếch lắm. Bằng cái bạt là quất con ếch à. Đường xuống rất là trơn luôn. Xoài quá xoài luôn. Nhưng mà cái đợt này là qua cái mùa xoài của thành ra mình không có thấy trái xoài nữa trơn ha. Chiều lội lên là ăn cơm ở trển luôn hay là ăn cơm chứ? Ăn dưới chân núi. Ăn dưới chân núi rồi mới lội lên trên núi rồi ngủ luôn ở trển ha. Ngủ luôn. Có 3 giờ 4 giờ ăn cơm. 3 giờ quá. Cơm lên trển mà không có khi nấu cháo nữa trển á. Tối nó đạo rồi nấu cháo. Nó đạo rồi nấu cháo à. Con đường rất là đẹp hả cô bác, dạ. Khúc khỉu quá đẹp luôn. Đi lên rồi lại đi xuống. Nãy mình đi lên mép bên kia, chắc là mình đi xuống mép bên này. Cảnh đẹp tuyệt vời luôn cô bác.
Cũng như mấy chạy xe đo hôm lên lú cấm nó chạy đưa đò đó chạy lên thì tốn chị sang chạy xuống tốn miếng nào ta. Ôi dắt này mình đi theo cái triền đó cô bác, nhìn rất là đẹp ha. Ồ ở đây mình nhìn qua được bên núi cấm luôn kìa đó. Quá im luôn. Cái dấu này dấu gì chú? Không hiểu. Ngộ ha. Cô bác dòm nè, có những cái dấu giống hệt như là người ta đắp lên nè cô bác dòm nè, đắp lên có đường giống như là cái sẹo vậy đó, ngộ ha. Ngộ. Giống như là cái sẹo đó, giống như là người ta bị sẹo rồi sau khi nó lành lại cái nó dung thịt lên. Không biết cái gì. Có khi nào ta đắp lên để lấy nước hay gì không? Sau cơn mưa trời lại sáng. Ôi ôi giấc này, nếu như mình nhìn qua cái núi cấm á cô bác, cái giấc này nè, ôi ôi sương phủ văng văng luôn kìa, rất là đẹp. Ở đây sương khói mà mờ nhân ảnh nè. Trên cái dồ chư thần đó cô bác, quá xá luôn. Đẹp tuyệt vời đó cô bác ha, quá xá đẹp luôn. Quá đẹp. Sương phủ dần dần trên đỉnh núi. Đó cô bác, ở đây là mình có một cái cốc nè, có cái cốc của cô bác cắt để tu ở trên này nè, bên trái của mình đó cô bác. Hồi nãy có nghĩa là mình đi cái mặt trước của cái cốc đi lên đó cô bác, thì cái dắt là mình bọc cái mặt hướng tây của cái cốc mà đi xuống. Mình đã trổ xuống cái thần Kim Quy đó cô bác, cái điện thờ của thần Kim Quy nè. Mình biết tâm lý xã hội nhiều á, không có khỏe, không có thấy tay lắm.
Ở bên trong của mình là cái tượng thờ của thằng Kim Quy đó, của thằng Kim Quy. Thằng Kim Quy. Mình sẽ di chuyển đi ha cô bác, đi theo đoàn của cô bác quay cho nó vui. Cái này là cũng như cô bác xem thư giãn vậy thôi, chứ nếu như mà mình xem cái kiểu mà giải trí có tính chất giải trí cao á, mình coi mấy cái video này coi không nổi đâu cô bác. Mình coi cái này để cho nó thư thả, nó thanh thản vậy thôi. Chiếc này hết mưa rồi. Ở đây là mình tới cái khu vực cái vồ đá thờ chư tiên hay chư thần gì ở ngoài nè cô bác, quên nè. Mà ở ngoài này có hai cái điện thờ nhưng mà không có cái tên chính thức. Ở đó ngắm cảnh rất là đẹp luôn. Đây là tới cái khu vực cái điện thờ đầu tiên khi mình lên cái núi Bà Đôi Ôm nè cô bác. Nếu tính theo cái đường đi này của mình, còn nếu như tính dưới chân mình rẽ phải là có một cái điện thờ khác nữa. Còn nếu như mình đi cái đường thẳng lên trên núi này, đây là cái điện thờ đầu tiên. Qua rồi, qua rồi. Không qua, khỏi lâu này. Qua rồi, qua rồi.
qua đây thuốc dưới rồi. Qua thuốc dưới rồi. Có giận chứ không là nó vậy em mới dọn thôi. Ngoài có một cái dù đá nữa kìa cô bác, mình nhìn thấy ở phía bên ngoài ha, cái dù đá cũng rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp ha. Nói ông vậy coi, sáu mấy ký mà ông có tính nó dồn xuống giò ông không chịu nổi. Nè cũng như nó nhấc ở đây nè. Thì bước này cái giò này bước này là sáu mấy ký nó chịu cho giò nè. Nó nhả thấy hay. Ông đi hoài nữa thôi nó không sao nó không hết chân được. Không ít đi mới được. Đi hoài nó chân hoài chân tới ngoài giò chứ. Hoài luôn. Nó nưỡng vậy á. Rồi cô bác, đi rồi thì mình ngừng lại, bỏ bớt cái áo khoác để cho nó nhẹ, chắc là mình chỉ mặc áo thun thôi để cho nó gọn. Quá nực. Mình sẽ di chuyển xuống cô bác đi đồng tiêu chân. Sức lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nó chìm mà nó không ra được, chìm mà nó ra không được ở nó chìm mới nằm nó chìm cái vỏ mà cái máy không rút, không rút được, bị nó căng cái sợi dây đó. Cũng lên chung vô cái mùi mấy mẹ trái anh dữ lắm, gió luôn, lâu lâu nó đầu dòm ra cái vỏ nó còn không rồi nó chìm mà ra tắt nước nó lạnh thế nó còn lú lú đó mà mới dòm cái vỏ còn nguyên đừng căng giãn rồi hai đàn đàn ngoài giảm chạy vô vô hai ơi cái thùng vỏ của anh nó gì à chết mẹ rồi cái thùng vỏ cho tôi vàng quá rồi chìm ơi chìm đi đâu nữa dòm ra chìm lúc lên rồi thùng vỏ cho tôi vàng năm cân thước ra dầu rồi thấy gì vậy năm máy đó máy không chìm một gì đó cái máy nó không có lúc nước các bạn thấy chỗ này thế ngoài phải không đi về chứ mà trên miên sẽ thôi mát luôn chứ không có chỗ mà giếng hơi nhiều đồ bỏ rồi đó 200 ngàn hoặc 200 ngàn chỗ nào cũng tiền chứ vô cái chỗ giếng thì không hả bịch lại hả nhắc chết luôn rồi cái gì á chỗ nào cũng tiền chứ không anh như đây không giếng cái chỗ gì 200-300 ngàn thì ông vô tổng có miếng đá chạy giáp cái núi trên miền quá đi 5 ngày đúng không hả không biết 2 triệu tiền xe lên trển rồi nào nào miếng vô cửa thằng tháng 40 triệu đó đi vô cửa không á chủ đoàn đâu có lãnh tiền vô cửa 4 triệu 500 nó thử nhiều không đi sao nhiều không đi 4 triệu không đi rồi bên đây và bên bắt là 500 chắc là mình trổ xuống lộ đó cô á. Nãy đi bên mép bên kia đi, hồi dắt này trổ vào cái mép bên này luôn. Cái này là đi đen về trắng nè, đi đen về trắng là nó đi cái lối kia chắc là về lối này. Ôi tới chừng rồi luôn. Sau của mình vừa trổ ra đó thì hồi nãy mình đi theo cái hẻm này nè cô bác, cái hẻm ở giữa ống kính của mình đó cái hai mình có đi dần đó ở phía bên trên tới dưới nè cô, khu vực ở phía dưới của mình, đây là mình trổ ra các quán ở phía bên trong nè cô. Rồi đã tới cái xe của mình luôn. Cô đã phẩm đi cô bác ơi. Ở đây là có bán một số cái món gì nè không biết. Đây là bán món gì vậy ta? Ở đây là bán trái dải, trái lựu,
nho, che mây, bên đây là trái lựu nữa, bon luôn, quá nhiều trái. Bên nhiệt kia. Tình như vậy chưa chịu nghỉ nữa tới giây phút cuối cùng mà mình ra tới xe đó cô bác. Ở đây là măng cục. Bên đây là măng cục. Quá nhiều trái cây. Trái cây này trên núi đem xuống rồi quá. Ở trên núi trồng rất là nhiều những cái trái này luôn. Trái mây nhìn đã. Bên này là bánh tinh. Bánh tinh này bán sao cô? Bánh 20 đây. Bánh 20. Giống cái chú này vô đậu đậu sĩ này quá sĩ phải không? Dạ. Nhìn như quen vô đậu quá sĩ hoài đó. À không có cô ơi. Vậy hả? Dạ. Làm với bà nào hay gì? Vậy là bát. Rồi gửi luôn cô ơi. Không biết lấy bịch nào. Để hồi cái nào cũng giá tiền. Hai chục ngàn một bịch này nè cô. Này là bánh in. Bánh in. Đâu có. Hồi nãy đưa hai chỗ cà đưa gì lại à. Gói à. Gói à. Đưa 20 mà thôi 80 à. Cái này lý nha. Cây nhiều. Bình này bình nào vậy hả? Nhớ thì bình nào. Hai chục. Thôi lên. Cái gì đó? Thôi liền. Bên đây cây nó hay gì? Dạ. Rồi nãy đưa tiền cô gửi nha. À đưa rồi. Dạ. Đây 20.000 bốn cái cô bác, 5.000 đồng một cái. Cái này là bánh in nhân đậu xanh cô bác, cái này là ăn mọi lúc mọi nơi luôn, mình không có sợ hư. Tại mình mua trái cây á, nhiều khi mình đi núi hồi sợ nó bầm dập, mua cái này bầm dập thì nó cũng không sao. Rồi mình quay ngược ra ở phía bên ngoài của mình rồi cô bác. Trời vô hàng mua chút hết phải không? Hết luôn. Công nhận cái đòn này có lý thiệt nọ, đi tới đâu là quan tàn sơ sát tới đó luôn. Trơn luôn đó. Trở ra ở phía bên ngoài của mình, ở bên đây là có một số đồ ăn ở phía bên ngoài nữa đó cô bác. Trái cây nhân dân thì lúc nãy mình đã quay xong rồi. Một chút xíu nữa khi đoàn lên xe thì mình sẽ quay tiếp cô bác. Rồi cô bác, chiếc này mình đã tới cái chân núi To rồi. Đây là cái khu du lịch Xoài So cô bác. Vậy là mình trở lại cái vị trí cũ rồi. Phía trong của cái khu du lịch Xoài So, chắc mình cùng xuống xe ha. Xuống xe luôn. Thôi xuống đây kiếm cái chỗ nằm một cái cho nó đã coi. Đây là toàn bộ các khu du lịch đây cô bác.